Hôm nay sang đón Lucky à. Phấn khích. Loki không ổn. Loki ơi. Bác ơi. Nào làm giấy để lấy cái ảnh nào. Trời ơi, ra anh Tiến ôm đi. Ôm nó để lấy cái ảnh. Nào. Hey, Lucky. Lucky. Nào. Nào. Ok rồi. Về cắt là có ảnh. Phấn khích. Mỗi ngày mà như kiểu là xa nhau lâu lắm ấy. Thanh niên ơi, thanh niên từ từ đi. Loki ơi. Chào Vin. Vin cứ hùng hục như con trâu. Ơi Vin này. Ngồi thế là làm ăn gì được mà. Ngồi thế không. Có thì Vin chỉ bám theo nhận phần đấy chứ bám theo làm gì nữa. Còn gì nữa đâu. Để chụp cho hai đứa này kiểu ảnh ở đây. Xem nào. Lấy kiểu gì rồi nhỉ, lấy cái dây. Ôm nào. Hơi khó ra đây. Con nào vệ sinh ra đây. Vào gắp đấy được. Hey Vin, không, đứng yên đấy thôi. Vin đứng yên đấy thôi. Vin đứng yên đấy thôi. Ngồi đấy. Lucky quay mặt đây nào. Để chụp ảnh qua. Nào. Hey 2, 3 nào Lucky. Ơi giời, Vin hấp. Vin chập chiêng. Hey, Lucky. Ok, hơi tối, ảnh hơi tối. Tại sao lại ảnh hơi tối nhỉ? Nào. Đây là từ trên xuống thôi chứ không có cái gì ở đằng sau mà tại sao tối? Khả năng là do cái nền. Không, cũng do cái cỏ mùa này nó xám xám rồi nó không ra ấy được. Ok. Vin giờ hơi. Nào. Rồi rồi, hai đứa ra đây. Rồi, xong rồi, cuối cùng này lên, đi xã rồi. Còn gì nữa. Đi xã.
luôn. Thấy nhẹ nhàng hẳn lại không? Giải quyết được xong việc nhẹ nhàng hẳn, không có ý kiến gì nữa. Chạy lăng xăng đi tí đã. Đây là Lucky, con của Bruno và Satina Gumi. Lucky hôm nay Lucky lấy giống Marvin.